Sao ông? Ông chưa gặp hả? Ông chưa gặp. Cha này gian thiệt á. Bây giờ ông nói á, tôi làm liên lụy tới ông. Tức thiệt. Ba mẹ con mới về. Ủa, có chuyện gì mà ba mẹ căng thẳng quá vậy? Ờ, đâu có chuyện gì đâu con. Có. Ba con bị đổ quan sắp xử đi tù.